để dập tắt ngọn lửa tại một trường học ở Kharkiv sau khi trường này bị pháo kích vào cuối ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 6. Đoạn video của Reuters được quay vào đầu giờ sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 6, cho thấy một hố đạn pháo trong sân trường và đội cứu hộ tiến vào trường tìm kiếm những nạn nhân có thể có của vụ pháo kích. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ pháo kích vào trường có gây ra thương tích hay tử vong hay không. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã phải chịu hứng chịu trận pháo kích nặng nề trong vài tháng đầu của cuộc chiến, nhưng những tuần bình yên gần đây đã bị phá vỡ bởi các cuộc pháo kích mới. Trước đó, vào hôm thứ Hai, các lực lượng Nga đã pháo kích vào các quận trung tâm của Kharkiv, khiến 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Olesine Hubo, thống đốc vùng Kharkiv, cho biết có 5 trẻ em nằm trong số những người bị thương. Cư dân thành phố mô tả các vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà trong khu vực. Vasilen, phát ngôn viên báo chí của các dịch vụ khẩn cấp Kharkiv cho biết, pháo kích của Nga đã đánh trúng sân chơi trẻ em và các tòa nhà trong khu vực dân cư, mặc dù xung quanh khu vực này không có căn cứ quân sự.